Tú Thanh lên con gì bự lắm nha. Mấy cá tôm càng đây. Đây đây đây. Cá quá trời. Đó, chạy quá trời luôn. Sao rồi? Chưa thấy mặt mũi đâu hết. Càng bự quá. Ngon quá mọi người ơi. Mọi người bây giờ anh em chúng tôi chuẩn bị đi câu nha. Đó, bốn xe đi ghê không? Tôm nha mọi người. Đó. Dính tôm cũng nhỏ nha. Đây là hai xuồng nè, đeo hai bên cầu nha. Nhìn thấy kiền không? Neo xuồng ngang ha. Mình đã không câu đâu 6-7 cây vậy đó. Quá dữ luôn mọi người. Nó đang thăm, đang thăm cầu nha mọi người. Nó lên tôm rồi đó. Câu cơm gà không nha. Mình rất là chuyên nghiệp luôn đó. Nó giỏ bỏ vô. Bên kia cũng xa xa, bên kia cũng đông rồi. Đó. Rồi rồi, dính nữa gì mọi người ơi. Kéo cong đọt quá trời nè. Đó. Đó đó. Tôm nữa nha. Trời, dư điện vậy đó. Rồi, chú bên kia kéo neo rồi. Đổi rồi. Hồi nãy giờ mình đứng này chừng cỡ 2 phút thôi mà chú này dính là ngưỡng 3-4 con rồi nha. Quá trời luôn. Ở dưới kia là sào đáy nha. Nhiều sào đáy lắm. Đây là một cần thủ đang câu trên ghe nha mọi người. Cái bên bãi vật liệu vậy? Hả? Dạ, câu. Tôm bỏ cho bọc luôn. Đâu? Có cái gì trắng trắng á. À, dưới đây đây. Tôm đây. Tôm quá, tôm chín quá trời luôn. Chín nữa hả? Quá trời luôn. Câu tôm này câu cơm gạo phải không? Ờ, ngày đó cũng ngày. Thì thấy tướng là biết rồi. Gì? Có sùng. Có sùng hả? Tướng nào? Qua bên này cần thủ chúng ta nha. Cần thủ đức nha. 5 cây. Đây cần thủ xuống cần ở đây. Rồi cần thủ đức ta mới lên tôm nha mọi người. Dữ không? Này coi coi, có 2 lưỡi luôn hả? Tôm trứng luôn nè. Cần thủ đức ghi vàng. Kẹo sao đóng liếp. Đó. Đây cũng là tay câu chuyên nghiệp nha mọi người. Mọi người giật quá trời luôn. Này anh quay rồi. Cần Thủ Thanh quay phim dạo. Ủa đóng cần dạo nha mọi người. Hai con nha. Giật quá trời giật luôn. Trời ơi, chị Vinh không có gì ngoài tôm cho anh nha mọi người. Hết vậy. Hai lưỡi là dính 2 con luôn. Ác thiệt chứ. Còn là tính sao. Thấy chưa. Đó. Thủ Thanh tiếp tục đóng cần dạo nha mọi người. Biết tôm tép gì không đây. Ồ, vừa tôm mà vừa tôm càng lại này tới càng luôn. Tới giờ rồi. Tới cứt luôn rồi. Cần Thủ Thanh đóng cần dạo nha.
quá trời luôn, làm hết kịp các bạn ơi. Này câu cái hai cần thôi làm mới kịp, nhiều quá dính tôm là không kịp. Rồi sáng giờ ngồi nó không có ăn đâu, mới ăn á, tại xuống nó mới ăn á. Đó, thấy chưa, ghê chưa. Rồi tôm trứng quá trời luôn ha, đang ăn bánh mì nha. Có một cái ông một cầu mà năm người ngồi trên bờ dòm xuống, một người trên cầu dòm xuống. Này cần khẩu súng cần mọi người nghe. Sao không muốn được nghe chưa nè? Chưa, đang đi qua bạn. Ông nãy giờ dính gác quá trời. Thăm thử có cái nào lên không? Dạ. Thay nguyên chiếc nghề ra đậu đó. Ngồi câu đó là cái này câu biết như cần đó. Đây là chiếc ghe câu tôm chuyên nghiệp cho mọi người. À, có đầu gác cần rồi nha. Neo nè, neo hai đầu để cho cái xuồng nó đi ngang nè. Sữa nè, dù nữa nè. Ghế dựa luôn. Rất là chuyên nghiệp. Tên hàng nha mọi người. Trung làm gì? Chú Thanh lên hàng nha mọi người. Qua nè. Mình quay phim nằm luôn để câu đọt đọt xích xuống rồi. Wow, lên tôm, lên tôm, lên tôm. Con đầu tiên sau khi mới bơi xuồng ra nha. Lên tôm nha mọi người. Cần Thủ Thanh mình xét tôm. Quá dữ, quá dữ. Thôi con gì? Nữa dính mỡ, hai tôm, con lượt. Tôm không? Tôm luôn, hai con. Tôm mà làm ghê vậy? Quá công tay càng xanh rồi, quá trời rồi. Trời ơi, Cần Thủ Hải lên hàng. Quá trời quá đất rồi, hai con liên tục luôn. Này đứng không ta? Được, nè, có đâu đứng nè. Rồi bỏ cái vỏ đó, biết còn xài được không, cái xuồng này lâu rồi đó. Quá trời rồi. Đó, cái vỏ nha. Vỏ đít rễ không à. Một cái em. Chú Lê Thành vừa lên tôm nha mọi người. Đó, ghê không? Tôm bằng hàng của anh ấy. Chúng tôi đang ghe cần liên tục đi. Quá trời luôn à. Cái này tôm loại ngang dính chứ không phải là tôm nó ăn. Cần Thủ Thanh vừa lên tôm đó nghe mọi người. Đó, thấy tôm không? Đó. Kia là cần cũ Lê Thành đang kéo quyết liệt luôn. Trời ơi. Bạch tuột. Đó, ghê chưa? Anh Thanh ghi bàn suốt. Thanh lại lên hàng nữa nha mọi người. Còn cái bọc với con tôm luôn nha. Tôm đeo trứng quá trời luôn. Rồi, nãy giờ có mình không có dính. À, Cần Hữu Chí đang quay quyết liệt. Lê Thành kéo quyết liệt luôn. Chất quất luôn. Thủ Chí lên tôm nha mọi người. Cho coi con tôm coi. Tôm trứng quá trời luôn. À, cái lưỡi ăn nó này đó. Cần Thủ Chí nha. Đang neo xuồng ở sào đáy nha mọi người. Đây. Mấy bạn coi Cần Thủ người ta câu nè. Dính nguyên cái lạp luôn đó. Cần Thủ trên cầu câu xuống, dính nguyên cái lọc tôm luôn nha. Đó, trời ơi. Đây là giai đoạn ngồi chờ thời. Xe sào đá dưới kia có một chú đang neo thuyền. Lên tôm, lên tôm, lên tôm. Đó, lên tôm nha mọi người. Xuồng mình không dính thì quay xuồng người ta nha. Thành tôi quay tay quyết liệt luôn. Đây là
chưa có gì hết. À, xuống kia đem ngay sau đấy. Đây là một con thủ cơm gạo. Đó, có Lê Thành vừa cười. Tên tôm rồi. Luôn có đọt dữ lắm. Lạng ghê không? Đó, thấy chưa? Trời ơi, tôm nha. Tôm trứng ghê không? Để luôn đi lạnh của anh. Em á, em bút quá. Đâu quá. Từ nãy thấy nó nghiêng quá. Chuyên nghiệp. Đây là dính gấp cũng nóng lạnh luôn nha mọi người. Đó, lên này mình cần bút nha mọi người. Biết lên con gì đây? Ôi tôm. Gỡ luôn đi, gỡ luôn anh. Hả? Tiền hen hả? Dạ, dạ, dạ lên. Nè nè. Đó, trồng bút lên tôm nha. Ghi bàn rồi nha mọi người. Tôm bắt đầu ăn mạnh. Rồi, ok. Cần Thủ Thanh tiếp tục lên tôm nha mọi người. Trời ơi, ê. Thôi thôi vậy đó, cần Hữu Thành lên cái ngát tưởng đâu tôm nhưng ai ngại ngát. Cần Hữu chúng ta đang thay mồi. Cần Hữu chúng ta vừa dính một con tôm vào cái bịch nha mọi người. Đây cháu mất tiêu luôn rồi, đang gỡ đó cái bọc giúp nó ăn tôm đó, mọi người thấy không? Nó dở tôm bỏ xuồng rồi đó, tôm đó. Nó thấy chưa, bỏ vỏ đụng tiền. Cần Thủ Chí lên hàng nha mọi người. Đó, thấy so cái con tay với con tôm không? Tôm trứng kìa. À, rồi ok. Thủ Thanh lên con gì bự lắm nha. Mấy cá à, tôm càng đây. Đây đây đây. Đó, chạy quá trời luôn. Sao ơi, chưa thấy mặt mũi đâu hết. Càng bự quá. Ui, ngon quá mọi người. Đừng la, đừng la, la lớn quá. Trời ơi. Càng nghe ôi. Càng cho bá luôn. Nó kẹp. Ăn cái càng nó chứ. Ôi, không. Có ai vậy? Ôi. Vừa đổi vào chân cầu là lụm liền nha mọi người. Ghê không? Đây là Cần Thủ Thanh. Ê. Ủa mà chưa tới rồi tụi giật xuống cái ít đi. Rồi đó giờ nó bò hết trơn rồi, ngập ở đâu rồi? Dở lên còn không? Theo Mr. Thanh set đáp thì còn. Dở lên coi túi còn có đất không vậy? Dính con tôm bự mất. Quá đã, quá đã. Vừa đổi vô chân cầu nha. Đây, đổi vô chân cầu. Ờ này mình mới vừa dính nha. Giờ tự quay ên luôn chứ không ai quay rồi. Cũng chân cầu nữa nha mọi người. Chân cầu. Ây da, ây da, ây da. Ây da nó kẹp. Đã chưa. Thanh vừa mới lên hàng nữa nha mọi người. Tôm bự nha. Trời ơi coi nè. Ủa, cần được của em mà.
gì? Hai thẻo con này của em mà. Vậy phải không? Ơi vậy là cần thú thận lên hàng. Cần cần của cần thú thận lên hàng nha mọi người. Cần của BT thận nha. Ờ nói xảy nó bự rồi. Nữa hả? Ừ. Sao vậy? Không kịp, ăn nãy giờ không kịp. Ôi, cần này ăn nãy giờ nữa nè. Dở lên bật vô bật xuống trời. Ừ. Cần của cần thú thận lên hàng nãy tại mình. Đâu dính đâu nó kẹp. Mình mắc quay cái ý. Ủa, con tôm nó kẹp chứ, đang dính hai cái nè ông ơi. Vụ hoài, hai thẻo nè, thẻo dính, thẻo kẹp. Cái dính cái kẹp luôn. Đó. Cần, có cần thủ thử. Rồi cần thủ Lê Thành đang lên hàng nha mọi người. Công cần người này, con này trọng á. Công dữ lắm công luôn nha. Bông đi lao rồi, giặt ghê không. Đó. Lên hàng. Vừa qua sữa ớt xong, nè cần thủ thanh. Giờ cầm nó chị lên. Nói đợi đi cái nó gì. Gì? Đó. Đổ cho con ngồi nó ngồi luôn rồi. Đi vô anh đi chứ. Trong không, trong không anh. Tấm, mấy bạn thấy cái càng chưa à? Đó, thấy cái càng này không? Tôi cũng thấy, chỉ thấy cái tay đưa lên thôi. Đây là gió tôm tới thời điểm hiện tại nha mọi người. Thấy cái càng hết hồn không? Đó. Đây là cần câu bút. Cần thủ thanh tiếp tục lên. Ai da, cần thủ thanh nói càng nha mọi người. Cái càng, càng gì đây? Chứ không phải là chính con càng. Thấy càng không? Thấy càng luôn. Nhòe quá. Đó. Nhòe dưới đây, mờ dưới đó. Làm gì? Cho nó ăn lại hả? À, vỏ tôm càng đây. Bỏ vô. Bụm gạo. Tủm. Đó, cần thủ Lê Thành vừa lên hàng nha. Gỡ luôn. Ơ một bụng trứng luôn. Đó, bắt đầu bỏ tôm vô. Bỏ tôm không kịp luôn. Rồi, cần thủ chí chúng tôi đang kéo cái gì đây? Hugo nó rồi bực. Cái này cần thủ thận lên hàng nha. Hết dễ luôn rồi. Vô cái gì nhỉ, nhỉ que hả? Gì? Hết trễ rồi, vô rồi. Mình quay lên trễ quá ta. Nó. Lên hàng nha mọi người. Lên hàng cái gì thú thịnh. Thằng Cửu Hải ngồi im ru. Im ru rồi. Tắt nước không? Tôi tắt nước không? Rồi gỡ rồi. Rồi rồi, tôm kẹp. Tay bấy nhạy cho mấy bạn ơi. Tôm kẹp miết. Khổ. Nó khổ là không ai hiểu hết. Đây là cần thủ thanh vừa lên một con này kia là con tép gông nha mọi người. Nè đó. Luôn. Thủ Hải lên hàng. Cá ha gì á làm ghê lắm nha. Trời ơi. Con tôm mà nó bún nó lạnh luôn nội ơi. Nó lạnh luôn ơi. Nhờ cần có cái chuông nữa trời ơi. Chuông nó giặt cái ghê luôn. Cần của em bé vậy. Tôm nè. Cần của em bé. À, câu tôm có chuông. Mắt đỏ que luôn ha. Quá trời đầy vỏ tôm luôn rồi. Đây là con tôm của cần Thủ Hải mới vừa lên nha mọi người.
Hai con tép bạc dính rồi, nó tự sát. Dính rồi nãy giờ quơ lâu quá, quơ kéo lên nó ngợp nước chết. Nè. Cả luôn chứ hết. Bỏ vô đại đi. Con... bỏ vô nó cũng lọt kìa. À, nó lọt như lọt dính đi. Bỏ vô cho nó có nhớt cái vỏ nha. Hết thấy mò gấp đường rồi, thôi về mấy bạn ơi.